Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem video của mình. Hôm nay chúng ta lại đón chào một vị khách rất là đặc biệt, đó là em mình và Mập Địch. Và đi chào mọi người. Như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại tuổi thơ với những món đồ ăn vặt rất là tuổi thơ. Đây các bạn xem, rất là xinh xắn. Mình và em mình đã phải đi khắp thành phố, đúng kiểu đi khắp thành phố luôn á, để tìm mua những món này về tại vì hai đứa tự nhiên thèm. Với lại sau cái đợt mà ăn cái đồ ăn Trung Quốc hôm bữa, cái video mà thử đồ ăn mặc nội địa Trung á, thì hai đứa mình nhận ra là đồ ăn mặc cổng trường vẫn rất ngon. Này chúng ta bắt đầu nhé. Bắt mình hơi dài cái này luôn cả. Các bạn biết không, dịch xong rồi ở nhà. Thứ nhất là tiệm tóc không mở, thứ hai là không lên ra tiền nên là không có tiền. Mở ở đây cái chương trình hôm nay đó là một món ăn rất quen thuộc, các bạn xem này. Cái này giờ kiếm dễ lắm, đâu cũng thấy bán. Cái này hiện tại nó vẫn sản xuất nhưng mà cái thời mình ăn thì nó được gọi là gậy con ngộ không đúng không? Nó màu đỏ. Bạn nhớ ý không, bây giờ tên của nó là gậy thăng bằng. Và bây giờ lúc ăn mình mới để ý thì địa chỉ công ty này là ở Phú Thọ, Hà Nội. Có nghĩa là những món ăn này được sản xuất tại Việt Nam nha. Mình gọi nó là ăn vặt cổng trường. Hồi xưa nó màu đỏ, bây giờ nó màu này, các bạn xem. Xinh không? Đồ trường kiếm nghĩa, trường là cổng lắm. Hùng trong trường 3 ngày, trường 2 ngày nữa. Mình mua được 2 ngày. Đó vậy. Rồi mình biết là ăn vặt nó thì không tốt lắm nhưng mà thật sự rất ngon. Mình này chắc ai cũng ăn rồi, không phải gì ăn. Mày thích không ạ? Đây mới là cái hương vị nè. Có thể là đây không phải là hương vị của đồ ăn Trung Quốc, nhưng mà cây mờ nam á, nó lại được cải tiến rồi. Ăn nó hưởng ngọt ngọt mà. Nó là nó có một xíu xíu vị đồ ăn Trung Quốc của chứ ạ. Mình nó ngọt ngọt gì ăn hơn nhiều. Nó hơi theo. Hơi xe the, trời em ăn nhiều lần 3-4 cây vậy. Ngon. Như là học hay mua ăn vặt ấy. Để tính là mày giàu không chịu, chứ không có tiền mua ăn á. Để bóc từng cây trong cái học. Mịt là được cả tiết á. Ông bụng á. Nó dễ giấu rồi, mày cứ vỡ. Người gốc mày cũng hơi hối hận, tại vì lúc đi học mày không ăn vặt đó các bạn. Mình chuyện miệng đó, nó chỉ mình chưa có bây giờ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với món bánh pizza. Các bạn xem đồ ăn vặt bây giờ rất là tân tiến luôn á. Mặc dù mình nói là đồ ăn vặt cổng trường thời xưa nhưng mà cái này mình tìm được ở cổng trường thời nay nè, rất là ngon đấy nè, bánh pizza. Mày ăn không biết sao mà nó từ từ cũng đáy á mà. Nó có ướp đó. Đây là cái miếng của nó nè. Ngon hả? Nó mà ăn thì xưa ngọt phải ngon. Thì sự quá. Nó rẻ nữa. Để đó hôm bữa mình nên để tiền cái đồ ăn mặc nội địa kia để mình ăn cái này. Đó. Không có 1 ngày, 2 ngày mà cũng nhớ không? Nói chung là mình biết là những cái đồ mà ngon miệng thì sẽ không tốt sức khỏe. Cái này lâu lâu mình ăn. Lâu lâu. Buồn mình mang thôi. Với là người nhà mình không có phải đi xa để mua người đó. Cái này là bánh pizza hương vị dứa thơm cay. Này ở trên nó có hình cái em bé nè. Xinh không? Cái này cũng được sản xuất tại Việt Nam các bạn, rất ngon. Phú Thọ Hà Nội đấy. Ăn được một cục một đống ăn thôi. Quá hơi ham. Mày chắc không trả lại đâu. Này nhỏ mình bé ăn rồi. Cái này gì vậy? Chị không nhớ không á? Không biết. Hay chị già rồi. Tại lâu rồi mình không ăn thành không biết phải cái hồi đó mình hay ăn. Cái là trái nho ăn chua chua. Ở đây tôi mua một cái rồi hả? Thế rồi. Ngon. Cũng là cá hở mình ăn. Cái giờ ăn nó chua đó gì luôn á. Chua. Nó vừa ăn này the the xong mẹ ăn nó hơi chua. Nhỏ mặn như giống chứ mùi nhưng mà nó không phải chứ mùi. Hơi mặn. Cái này có lẽ mà mình ăn chứ cái này nó chua chua mà nó một mặn. Ngon. Nhưng mà tới nay mình cũng thích cái bánh pizza thì ngon hơn này. Ngon cực kỳ. Hồi hôm đó mới ăn rồi. Rồi đó. Này cũng hơn 5 tháng rồi. Qua kiếm mới mua rồi. Rồi em mình là người chuyên ăn bột. Còn mình là người chuyên bắt mấy đứa ăn bột. Kiểu như là hôm qua
đúng cái trường mà mình học ở đó luôn á. Nó mình hay mua không quay lại. Anh tưởng tiệm nó mở rồi mà vẫn còn, tiệm đâu vẫn không mở. Cô ở thì cổ gà. Nhà mình tìm những cái món ở những tiệm hơi cũ chút á. Mà nhớ là gần trường học mới bán thôi các bạn. Như là đa số mọi người sẽ ăn snack. Các bạn muốn là các bạn sẽ ra ngày sử dụng á. Để chợ lâu rồi bán không được. Là cái gì? Thế mình nhớ là mình đã làm một cái sợi. Muốn có bịch rồi hả? Cho có hình trái dưa hấu gì đây vậy? Hồi đó mình ăn là có hình trái thơm. Nè các bạn xem, đó cái sợi nó như thế này. Ủa được. Các bạn có thể nói chung là mình nghĩ tuổi thơ bạn nào cũng heo méo nào. Nó mặn 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 được. Mà sao có thứ không bật không bữa thì này ngon gì vậy? Theo mình thôi. Mỗi người khó bị. Theo mình biết mỗi người khó bị thì rồi làm vlog rồi mình chấp nhận ý kiến cá nhân rồi. Cái này hồi đó mình hay ăn là có vị chocola, thích ăn lắm. Còn qua kiếm có nó có cái này. Còn nó chỉ có phô mai thôi. Hồi đó mình rưỡi có là chocola, thích ăn lắm. Giờ giá 2.000, 2.500. Này các bạn xem một cái viên của nó như thế nào. Anh Sơn, anh bé bé ấy luôn rồi em thử là bột có lại không vậy thôi. Nhưng mà không ăn. Ừ. Thì con này xinh lắm. Dễ thương á. Đó mặt nó càng ngày càng được đầu tư kỹ lưỡng. Có đó mà người ta gọi đây là miếng cá. Này, nước miếng. Tự tưởng miếng thịt bò mà nó dễ ăn nha. Tại không có thịt bò là 2.000 đâu. Mà ăn ngừa còn ngon. Ừ. Ngon. Ngon mà. Trời, trời ăn rồi, tức là đồ ăn bạn không ngủ quá. Mình biết mấy ngọt hòn. Đúng rồi bạn. Đây nè. Nhỏ sao cái này đó. Có bịch nhỏ hơn 1.000 nữa. Nó rất là nhiều màu. Nó có dầu. Kiểu đồ ăn là cổng trường. Các bạn tự ăn cái cơm nghĩ được á. Cái gì ăn cơm. Đúng rồi. Mấy là ngon. Ăn cái này là mình nhớ lớp, còn mình còn đi học lớp á. Hồi đó là có 3 lớp nữa là mình học chung. Kiểu không có chuyện không 6 lớp á. Và lúc nào mong là đường 6 hết, nên họ học chung với bạn. Cái xong có một cái bạn đó, bạn tên là Vũ. Các tối không biết anh nói là hồi đó có một nhỏ. Sau hôm nào về tụi mình mua đi ăn. Hồi đó mình còn nghĩ là cũng không để tụi mình bồi nhau hết. Hôm nào cũng về chung. Có người học á, à mình đi học buổi trưa. Cái bạn đó là nhà gần trường nha. Nhưng mà bạn lại đi bộ thì nhà bạn đi qua nhà mình. Xong ba mình sẽ chở hai đứa lên trường. Nhỏ không nghĩ được chứ. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy dễ thương. Mà lâu rồi đã không gặp bạn đó. Tôi hồi rồi cấp 2 á. Cấp 2 mà học trường khác rồi đã không gặp bạn đó nữa. Rồi có thời đó bạn 20 mình ăn nè. Hỏi mà sau này là không ăn mấy này nữa. Sau này là nghỉ cái tàu bóc thăm á. Năm 2.000 á. Coi quay quay á hả? Ừ. Bóc trúng đồ chơi, bóc trúng kẹo luôn á. 2.000 nấu hay bán mấy giờ. Để coi như tiền là bóc thăm. Thế mà cho 10.000 ăn thật thôi, 5.000 bóc thăm. Nói hồi đó là 10.000. Mình nhớ là đó, tiền sáng mình chết á. Thôi mình toàn lấy luôn tiền sáng một tháng. Mình mua một mình đi gói, mình cất ra mình ăn. Còn tiền dư mình xách đi mua đồ chơi. À. À, mấy tiếng thôi chứ chưa giờ mình ăn này đó. Nhỏ mà. Rồi qua thấy nó dài mua. Ủa cái này là cái vỏ cam mà nó mình hay ăn á. Này các bạn, mấy cái vỏ cam cho mình ăn vẫn ngọt ngọt thơm thơm. Nhỏ là qua ăn mấy cái này đó. Chắc cũng qua á, nhỏ chị ăn nhiều. Theo mình nhớ thôi là nhỏ chị ăn. Các bạn có biết verdict của món hôm nay là gì không? Chắc chắn ai cũng biết hai cái này. Cái này nó mẹ mà hay gọi cất chuột á. Thì cột chiếc mũi nó bằng cột cất chuột ạ. Mà ăn mấy chuột ăn được. Ăn mấy chiếc mũi. Ăn mấy này nè. Để nguyên cùng bỏ mỏ ra dưới. Trời ơi, ăn được. Ăn vậy thì ăn mấy chiếc đủ. Nếu mà
của mình á, mà mình ăn á, mình không cần ai mà của người ta mà phải ăn rồi. Đây các bạn xem con nhỏ nhỏ đó, nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà không phải diễn tả luôn, các bạn sẽ biết mùi vị của nó thế nào. Đỉnh cao á, bao nhiêu năm mình không đổi. Cái này như là bên Trung Quốc 100%, không có chỗ Việt. Món này, món này đồ để ra ở xuất xứ Trung Quốc. Đàn ăn hôm nay là có là người Trung Quốc nè. Cái này nữa, không có chỗ Việt Nam. Cái trái, cái canh mà đen á. Ngon. Để hết vào bị đâu. Thôi bị, bà đi để ngồi nó xin chặn ngồi cuối đời. Vui thì vai uống mở vô. Ngon quá vậy, rét luôn. Nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, vị liên quan. Mấy bạn chưa thử thử được lắm. À, mình đi học đó mình đi bộ. Buổi sáng là ba chở đi học, chiều đi bộ về. Nhưng mà một cái con mà học lớp một thôi, mà đeo cái cặp bưởng các bạn, cái cặp mà nhỏ xíu bây giờ, cặp giữa năm lớp sáu á, mà quá mình thấy mình vô cùng thông minh luôn á. Mình đi học mình lừa soạn sách vở thử không? Đây là mình để hết một cặp luôn. Cái đây con cái nào? Con có hoàn quyền. Chứ học cái môn gì á là cũng có hết trong cặp cái sách đi vậy, mình không phải xài cái gì hết. Nghe đúng mà cặp mình cũng bự ra nha. Mấy chú sư thù á bạn. Trời ơi con bé này, mới lớp 1 thôi mà nó ghê chưa. Trời nó giỏi, nó chăm học chứ nó đem nhiều sách vở vậy. Đó biết là do mình lừa nó mới vậy đó. Trang đỡ. Mà là cầm đúng cuốn vở à. Cái đóng sách. Sách thì tại vì cô đã cho những cái sách không chỉ cho vở. Ông mới là đụng kiểm tra vỡ cái thì kêu con để quên. Cho đầu bài dạ dạ cứ tháng một hai lần á. Mà kiểu như là ấy ấy mấy cô thương thì cứ cuối năm mấy cô vẫn cho lên lớp à. Mấy cô mình cho gờ điểm cho mấy cô không có tính điểm mấy con vỡ đó. Kiểu như nhắc nhở lần là lần sau là kêu là viết bài lên cho mình mua cuốn vỡ mới. Viết bài lên xong rồi là đâu rồi quên. Cắn cứ lừa đó. Sẽ đi học chưa về cơm nước có sẵn chiều lại đi học. Tại vì như mấy bạn thấy thì được sau cái thế hệ của mình là đa số đều đi học sáng chiều theo tối học được tốt. Học vui học xong là đi chơi này nọ chứ một hơi các bạn còn kiểu như là mấy bạn không ngồi đi hàng trường với mẹ đấy. Bạn cần không cần đi làm một tuần thôi là không có gì sợ. Trời ơi, buổi chiều á chiều học về thì ra đủ hàng xóm chỗ ăn quan cho đánh cầu trong tầm mình là đi chơi net. Với lại đi cà phê là nhiều. Rồi đi phá lại xóm, đi bấm chuông rồi á. Còn lớn nhiều lắm. Lớn thì cứ tụi tầm mình bây giờ mình, tầm mình học mình thì nó sẽ có liên quân. Liên quân liên minh hết đó. Thấy mà mấy đứa không biết đó. Nó chơi điện thoại nhiều. Nó không như là cái mình hồi đó. Hồi đó mình sẽ đánh cầu chơi này kia. Hồi muốn chơi cũng có lại chơi. Con cao có hình bóng bấm mà nó có hình con gấu màu vàng ấy. Cái bấm là màu vàng á, đúng không? Không, xuất hình á. Nó có điện thoại. Nó có mấy bấm mà cái bọc nhạy nhạy. Kêu á hả? À nhớ rồi, cái bọc nhạy nhạy. Nhớ lại có một cái đặc biệt nữa hay á. Hồi đó, mình và em mình á là thuộc dạng cái nhà không có điều kiện nhất xóm. Học hành cũng không có gì. Mà mấy đứa trong xóm nó cứ tới nó chơi. Không bị ghét không? Nhớ tới nó chơi xong tới nỗi mà ba mẹ nó qua hỏi ủa Trang với thằng Tuấn nó có bỏ bù gì mấy đứa này không? Nó có đòi qua miếng thôi, cứ sáng sớm rồi qua chưa ăn cơm xong qua tối lại qua. Rồi xong ba mẹ nó bắt về ăn cơm, nó về ăn cơm mà kiểu không về ra xong rồi nó về ăn lại qua chơi tiếp. Thật ra mình có một số điều muốn nói với các bạn đó là cái khoảng thời gian mà còn trên ghế nhà trường á, còn được ba mẹ nuôi nó thật sự rất là tuyệt vời luôn á. Khi mà các bạn từ cấp 3 qua đại học rồi các bạn sẽ thấy nó có một số gánh nặng mà các bạn ra trường rồi á. Các bạn sẽ thấy là cuộc đời này không như là mơ và trước giờ cái những cái sung sướng mà các bạn hưởng. Nhỏ thì mong lớn, lớn mong nhỏ lại không ạ? Trước giờ những cái sung sướng như kiểu mình hưởng thì toàn bộ đó đều là mồ hôi công sức ba mẹ mình. Nên là các bạn hãy trân trọng thời gian còn ở trên, còn ngồi trên ghế nhà trường và hãy sống những ngày thật là ý nghĩa nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Và chúng ta có thể gặp được em mình cũng như mà được nhiều hơn nữa. Nhưng mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều là những điều rất là quý giá để kênh mình có thể ngày một phát triển nhiều hơn. Và cảm ơn các bạn, yêu các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn, mọi người cùng. Nếu buổi sau các bạn muốn mình và em mình thử vấn gì hay là ôn lại kỷ niệm gì đó thì hãy bình luận dưới đây nha. Chúng mình sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Bye bye. Hùng cái này.